Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Gia Viễn và Yên Mô sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Huyện Gia Viễn chủ động phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay. Qua 2 ngày đầu triển khai, toàn tỉnh đã thu nhận khoảng 2.000 hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho công dân. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, chiều nay tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện Gia Viễn, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Gia Viễn. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, mặt trận tổ quốc của tỉnh và huyện Gia Viễn. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Theo đó, tại kỳ họp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 11 luật, xem xét thông qua 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, trong đó đã bầu Chủ tịch Quốc hội khóa 15 đối với đồng chí Trần Thanh Mẫn, bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Tô Lâm. Đặc biệt, rất vinh dự và tự hào cho quê hương Ninh Bình. Tại kỳ họp, Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, người con quê hương Ninh Bình, giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri bày tỏ vui mừng phấn khởi về những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội, sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, tạo những chuyển biến tích cực trong đời sống của người dân. Bên cạnh đó, cử tri bày tỏ băn khoăn trước vấn đề thực tiễn đang đặt ra, đòi hỏi các cấp các ngành phải có sự vào cuộc mạnh mẽ nhằm khắc phục những bất cập. Trong đó, đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu để bổ sung mở rộng thêm các dịch vụ, các danh mục thuốc điều trị đối với nhóm đối tượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, hoặc có chính sách cấp bù chi phí khám chữa bệnh đối với các loại thuốc dịch vụ ngoài danh mục bảo hiểm y tế cho các đối tượng này khi khám điều trị bệnh, nhất là các bệnh hiểm nghèo có chi phí điều trị cao. Hạn chế tối đa tình trạng người dân phải tự mua ngoài, tạo điều kiện cho những người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng, được khám, điều trị tất cả các loại bệnh. Bày tỏ sự vui mừng phấn khởi khi Quốc hội đã ban hành nghị quyết về điều chỉnh mức lương cơ sở, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng. Tuy nhiên, cử tri cũng đề nghị Quốc hội xem xét nâng mức hưởng cho người có công để đảm bảo tương quan với các đối tượng khác và đúng với chủ trương, quan điểm của Đảng là đảm bảo mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Đồng thời đề nghị Chính phủ có biện pháp ổn định giá cả thị trường, chống lạm phát, nhất là những mặt hàng tiêu dùng. Cử tri cũng đề nghị Quốc hội nghiên cứu bổ sung trong công tác tuyển quân tại các nơi nam thanh niên trong độ tuổi tạm trú làm trong các doanh nghiệp, nhà máy để công tác giao quân hàng năm được thuận lợi hơn. Nghiên cứu ban hành những chính sách mới phù hợp với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giúp thu hút các nhà đầu tư, tạo công ăn việc làm cho lực lượng lao động nông nghiệp trong thời gian nhàn rỗi, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân. Về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, cử tri đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc kỹ càng quy trình bổ nhiệm cán bộ ở những lĩnh vực địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực, tăng cường hơn nữa các hoạt động giám sát chuyên đề, việc thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp, quan tâm lãnh đạo quản lý về phòng cháy chữa cháy, ban hành nhiều giải pháp triệt để hơn nhằm ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Liên quan đến công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, cử tri đề nghị các cấp các ngành sớm triển khai công trình nâng cấp và mở rộng tuyến đê sông Hoàng Long, từ đó góp phần sớm xóa bỏ vùng phân lũ chậm lũ của Trung ương. Đề nghị sớm triển khai thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.
quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn. Về chính sách an sinh xã hội, cử tri đề nghị có chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ có mức sống trung bình, xem xét tăng mức quà trong dịp lễ Tết ngày 27 tháng 7 hàng năm cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công và mức trợ cấp một lần thờ cúng liệt sĩ. Đề nghị mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách phát triển giáo dục mầm non theo tinh thần Nghị định 105 ngày 8 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ. Theo đó, đề nghị có thêm quy định con công nhân, người lao động làm việc tại các cụm công nghiệp cũng được thụ hưởng chính sách phát triển giáo dục mầm non, thay vì hiện tại mới quy định đối tượng con công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp. Quan tâm đến vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính, cử tri đề nghị sau khi thực hiện sắp xếp cần có phương án giải quyết phù hợp. Đối với cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn, dồi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời cần xử lý cơ sở vật chất của các đơn vị hành chính sau khi sắp xếp đảm bảo hợp lý, tránh lãng phí. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị quan tâm hỗ trợ các tỉnh, thành phố xây các nhà máy xử lý rác để đảm bảo công tác môi trường ngày một tốt hơn, có hướng dẫn cụ thể trong việc lập hồ sơ xử lý vi phạm về thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của cử tri, lãnh đạo các sở ngành có liên quan đã tiếp thu giải trình, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri trong suốt thời gian qua, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp của cử tri và nhân dân để hoạt động của đoàn ngày càng chất lượng, hiệu quả. Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định đây là những vấn đề được rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn công tác, tiếp thu và làm rõ một số kiến nghị, đề xuất cử tri quan tâm liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Đồng chí đề nghị bên cạnh sự quan tâm, đầu tư của nhà nước, mỗi người dân, mỗi cử tri cũng cần nêu cao trách nhiệm, chung tay bảo vệ môi trường. Đối với các kiến nghị liên quan đến công tác an ninh mạng, đồng chí đề nghị mỗi người dân, cử tri, nhất là cán bộ đảng viên thực hiện văn hóa trên môi trường mạng, nâng cao nhận thức, tăng sức đề kháng đối với các thông tin xấu độc. Đồng chí cũng trao đổi làm rõ những kiến nghị của cử tri liên quan đến chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, vấn đề sử dụng tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, về chính sách phát triển giáo dục mầm non cho con công nhân, người lao động làm việc tại các cụm công nghiệp, vấn đề về nhà ở xã hội, về tăng mức quà trong dịp lễ Tết ngày 27 tháng 7 hàng năm cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, vấn đề về xây các cây cầu thay thế cho việc đi phà qua sông Hoàng Long, về những vướng mắc trong quá trình thực thi luật nghĩa vụ quân sự. Liên quan đến kiến nghị của cử tri về nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, trong đó có đề nghị tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề, đồng chí cho biết thời gian tới Quốc hội sẽ tăng cường các hoạt động giám sát chuyên đề đối với các vấn đề mà cử tri quan tâm. Đối với các vấn đề cơ bản thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương và liên quan đến việc sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu tổng hợp báo cáo kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, các đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục có ý kiến tại phiên họp các ủy ban của Quốc hội cũng như các phiên thảo luận tại kỳ họp Quốc hội. Với những vấn đề liên quan đến địa phương, đồng chí đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện Yên Mô, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Yên Mô. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, một số sở ban ngành của tỉnh và huyện Yên Mô. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri huyện Yên Mô bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi về những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Đồng thời cử tri cũng nêu lên một số vấn đề từ thực tiễn, mong muốn Quốc hội, các cấp, các ngành quan tâm giải quyết. Trong đó, cử tri đề nghị sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình, có điểm đầu là nút giao Mai Sơn với cao tốc Bắc Nam – phía Đông, đoạn Mai Sơn – quốc lộ 45. Điểm cuối là cầu vượt sông Đáy nối hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình. Dự án kết nối nút giao Khánh Hòa đến đê Hồ Yên Thắng. Góp phần đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của Ninh Bình nói chung và huyện Yên Mô nói riêng. Liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ, cử tri đề nghị Bộ Nội vụ ban hành quy định chi trả phụ cấp đối với chức danh lãnh đạo của các hội đặc thù cho cả người nghỉ hưu cũng như những người không có lương hưu. Đề nghị Quốc hội sửa đổi bổ sung luật cán bộ công chức theo hướng quy định cán bộ công chức nhà nước có 4 cấp.
điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của chức danh văn phòng đảng ủy cấp xã cho phù hợp với tình hình thực tế, quan tâm hơn nữa đến quyền lợi của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Về lĩnh vực an toàn thông tin mạng, cử tri phản ánh trong thời gian qua, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn ra phức tạp, tội phạm công nghệ cao lợi dụng việc thực hiện chuyển đổi số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân dưới nhiều hình thức. Do đó, đề nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ hơn nữa việc sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo AI, quản lý chặt chẽ việc phát hành SIM điện thoại, ngăn chặn triệt để việc sử dụng SIM rác, đồng thời có biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm công nghệ cao. Về chính sách bảo hiểm y tế, cử tri đề nghị hỗ trợ cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh nhập ngũ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã phục viên, xuất ngũ trong giai đoạn sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến ngày 31 tháng 8 năm 1989, có thời gian tại ngũ 3 năm trở lên. Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, lãnh đạo các sở ngành có liên quan đã tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng của cử tri, đồng thời bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và huyện Yên Mô nói riêng, đặc biệt là những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Đồng chí cũng đánh giá cao định hướng chiến lược phát triển của tỉnh với mục tiêu phấn đấu đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo. Đồng chí cũng thông tin đến cử tri về các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, trong đó có nghị quyết về quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, về một số điểm mới trong luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng và đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để đưa luật vào cuộc sống. Bên cạnh đó, đồng chí cũng trao đổi về một số kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, việc gìn giữ phát huy các giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật hát sẩm, việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của chức danh văn phòng đảng ủy cấp xã, vấn đề liên thông công chức cấp xã với công chức cấp trên, đảm bảo an ninh mạng trong tình hình hiện nay và khẳng định tất cả các kiến nghị đều được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Đồng chí tin tưởng, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Mô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay và ngày càng phát triển. Hôm nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nho Quan tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ. Tới dự có Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cuộc diễn tập với đề mục lực lượng vũ trang huyện thực hiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ được chia làm 3 giai đoạn, gồm chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thực hành tác chiến phòng thủ trên bản đồ. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những nội dung còn hạn chế, cuộc diễn tập đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Thông qua diễn tập nhằm tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ, nâng cao nhận thức, trình độ lãnh đạo, chỉ huy và khả năng tham mưu của cán bộ thuộc quyền trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, chỉ huy hiệp đồng và xử trí các tình huống trong tác chiến của chỉ huy và cơ quan quân sự, qua đó kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các phương án tác chiến phòng thủ huyện. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kim Sơn cũng vừa tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ năm 2024. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ về lý luận, nghiên cứu nguyên tắc phòng thủ, trình độ tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành thực hiện các biện pháp chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng và xử trí các tình huống trong tác chiến của cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Thông qua diễn tập phát hiện các nội dung mới, bổ sung hoàn chỉnh các phương án tác chiến của huyện. Cùng với đó, bồi dưỡng cho chỉ huy, cơ quan năng lực, làm tham mưu các địa phương kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả, làm thất bại âm mưu, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng và củng cố tiềm lực quốc phòng không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời bình và khi có chiến tranh xảy ra, đồng thời rút kinh nghiệm chuẩn bị cho các cuộc diễn tập tiếp theo, đạt kết quả tốt hơn.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Ninh Bình khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 19, kỳ họp thường lệ giữa năm theo quy định. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử trên địa bàn thành phố. 6 tháng đầu năm 2024, thành phố Ninh Bình đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng thu ngân sách đạt 946 tỷ đồng, bằng 72% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao và bằng 124% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ sản xuất công nghiệp đạt trên 12.325 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Nông nghiệp được mùa, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch diễn ra sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng ước đạt trên 17.328 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, quản lý đô thị, quy hoạch, xây dựng, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, tổ chức tốt các phong trào thi đua, hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị, văn hóa xã hội của đất nước, của tỉnh và thành phố. 6 tháng đầu năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ và hoàn thành chương trình công tác đề ra. Tổ chức thành công 4 kỳ họp chuyên đề, đảm bảo nghiêm túc, khoa học, đúng luật, kịp thời thống nhất, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Hoạt động giám sát có trọng tâm trọng điểm. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện nghiêm túc. Công tác đôn đốc theo dõi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe các báo cáo, tờ trình, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn và xem xét thông qua các nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tổ chức đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác chứng nhận, quản lý nhãn hiệu sản phẩm đạt chuẩn OCOP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Giai đoạn 2021-2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP và chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm trên địa bàn. Nổi bật là Nghị quyết số 32 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Kế hoạch số 96 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025 để điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với quy định của Trung ương. Đồng thời kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, thông tin tuyên truyền, quảng bá phát triển thị trường. Kết quả đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 181 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao trở lên của 110 chủ thể. Trong đó có 70 sản phẩm đạt 4 sao, 111 sản phẩm đạt 3 sao, 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá, phân hạng. Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 32, số lượng sản phẩm được công nhận đã tăng gấp đôi so với giai đoạn trước. Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm, chương trình đã và đang có sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, góp phần khơi dậy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Phần lớn các sản phẩm đã khẳng định giá trị và chất lượng trên thị trường được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn. Trong quá trình thực hiện chương trình còn gặp một số khó khăn vướng mắc như số lượng sản phẩm OCOP tăng lên từng năm nhưng cơ cấu sản phẩm đạt 4 sao còn thấp. Các sản phẩm khi tham gia đánh giá lại theo bộ tiêu chí mới gặp khó trong việc duy trì mức độ đạt sao. Nhiều sản phẩm có nguy cơ giảm sao xếp hạng. Một số chủ thể còn lúng túng trong việc chủ động hoàn thiện, chuẩn hóa hồ sơ sản phẩm tham gia chương trình. Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả mà ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các sở ngành liên quan đã nỗ lực phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác chứng nhận, quản lý nhãn hiệu sản phẩm đạt chuẩn OCOP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023. Đồng thời đề nghị các địa phương chọn sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu để có cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển, xác định tiêu chí về tỷ lệ vùng nguyên liệu nội địa, số lao động trong mỗi mô hình. Chú ý lập quy hoạch sản xuất sản phẩm OCOP ở mỗi địa phương, tạo lập chuỗi liên kết sản xuất, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, đăng ký bảo hộ trí tuệ, thực hiện chính sách khuyến công, ưu tiên áp dụng máy móc công nghệ hiện đại, tăng tính hấp dẫn, thu hút ở các câu chuyện sản phẩm.
đoàn cũng tiếp thu những đề xuất kiến nghị của đơn vị và sẽ tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Duy trì và phát triển các sản phẩm OCOP cấp tỉnh là nội dung sẽ được chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 22 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 được tổ chức tới đây. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện Kim Sơn vừa tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân năm 2024 tại xã Kim Đồng. Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa biên bản hợp tác giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển Việt Nam đã ký kết vào tháng 9 năm 2022. Tại chương trình, cán bộ và nhân dân các xã Kim Đông, Kim Trung, Kim Hải được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển, tình hình biển đảo Việt Nam thời gian gần đây, Nghị định số 59 số 61 năm 2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, việc xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 tặng 60 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào tôn giáo, ngư dân của các xã Kim Đông, Kim Trung, Kim Hải. Cũng trong chương trình, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã trực tiếp tuyên truyền các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU, phát tờ rơi tuyên truyền, sổ tay pháp luật và tặng quà cho 10 ngư dân tại khu vực Âu Cảng Cửa Đáy. Từ năm 2022 đến nay, chương trình được tổ chức thường niên với hoạt động trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giảm nghèo vùng ven biển, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Giữ vững tinh thần đoàn kết, nguyên tắc sinh hoạt đảng, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ đảng viên, 10 năm qua, chi bộ thôn Ngô Thượng, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư luôn là đơn vị dẫn đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây cũng là chi bộ duy nhất của huyện Hoa Lư được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2018-2023. Đã trở thành nề nếp nhiều năm nay, trước mỗi buổi sinh hoạt hàng tháng, chi bộ thôn Ngô Thượng đều tổ chức chào cờ, hát quốc ca và kể một câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo, từ lựa chọn câu chuyện, liên hệ thực tiễn đến phân công người trình bày. Đây cũng là việc làm thường xuyên để giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh và ý thức trách nhiệm của đảng viên trong học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất. Hôm nay thì chúng tôi lựa chọn một cái mẩu chuyện của Bác về tất cả một cuộc đời của Bác Hồ vì nhân dân. Thì qua cái đọc mẩu chuyện này, chúng tôi đã rút được một kinh nghiệm này, này. Muốn gì thì muốn cán bộ đảng viên trước hết là phải trọng dân, gần dân, sát dân, hiểu dân và làm giải quyết những cái việc gì cho để hợp lòng dân nhất. Thì đối với chi bộ thôn Ngô Thượng thì hàng năm thì chi bộ nói chung làm tốt cái công việc này. Cứ hàng tháng là coi khi sau khi chào cờ xong thì tất cả các cơ tổ đảng sẽ đọc một cái mẩu chuyện, thì tất cả mọi cán bộ đảng viên nói chung mà từ đó lại rút ra một cái bài học để chúng ta tổ chức làm sao hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ trên giao. Là đơn vị có đông đảng viên thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng chi bộ Ngô Thượng luôn là một thể thống nhất với sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ai cũng ý thức rất rõ trách nhiệm trước đảng, trước dân để không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, giữ vững phẩm chất người đảng viên mà còn phải cống hiến hết mình cho sự phát triển của quê hương. Muốn gì thì mình phải giữ được cái phẩm chất của đảng viên. Tuy giả, được nghỉ sinh hoạt, nhưng mà có cái là phong trào của địa phương đề xuất cái gì là mình phải tham gia. Không những mà mình phải là gương mẫu, còn vận động gia đình, con cháu, rồi đấy, phải làm sao là sống nó có văn hóa. Chính sự nêu gương của cán bộ đảng viên đã tạo nên sức mạnh để nhiều năm qua, chi bộ Ngô Thượng luôn có được sự ủng hộ thống nhất, đồng thuận từ phía người dân trong thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Ngô Thượng cũng là một trong những thôn đầu tiên của xã đạt chuẩn khu dân cư, nông thôn mới kiểu mẫu và đơn vị tiêu biểu của huyện Hoa Lư trong thực hiện nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Kết quả này thể hiện rõ vai trò lãnh đạo sức chiến đấu của chi bộ với tư cách là trung tâm hạt nhân đoàn kết ở cơ sở. Chúng tôi đã thành phương châm và hành động là đồng chí Bí Thư phải là hạt nhân đoàn kết của cấp ủy phải là hạt nhân đoàn kết của chi bộ và chi bộ phải là hạt nhân đoàn kết của cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống và công tác. Và thứ nữa là phải đảm bảo được dân chủ rộng rãi, nó thấm nhuần tới từng người dân và để người dân người ta sẽ dần dần hiểu và người ta tin
những cái việc làm của cái chi bộ và người ta theo bằng cả tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm. Và có thể nói là chúng tôi có rất nhiều những tấm gương tốt về sự cống hiến cho quê hương chúng tôi, mà đặc biệt chúng tôi phải là những người gương mẫu để nhân dân tin và theo. Đảng mạnh là do chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa được khẳng định ở chi bộ thôn Ngô Thượng, khi mỗi ngày qua đi, chi bộ đều cố gắng quyết tâm xây dựng một tập thể vững mạnh, đoàn kết từ chính mỗi đảng viên. Và khi mỗi đảng viên đều kỷ cương, nêu gương và trách nhiệm, thì mọi nhiệm vụ dù khó khăn đến mấy, chi bộ cũng đều lãnh đạo thực hiện thành công. Với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, huyện Gia Viễn đã chủ động xây dựng phương án phòng chống lụt bão theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai. Tuyến đê tả Hoàng Long đoạn qua địa bàn xã Gia Tân có chiều dài gần 3,5 km. Đây là tuyến đê kết hợp giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn lũ. Bởi vậy, việc rà soát, đánh giá hiện trạng công trình, xây dựng phương án bảo vệ cả trước mắt và lâu dài, nhất là với một số đoạn có dấu hiệu xuống cấp, luôn được chính quyền địa phương chú trọng nhằm sẵn sàng và đảm bảo sự chủ động trong mọi tình huống. Xã Gia Tân trong phương án phòng chống lụt bão cũng đã có các dự phòng. Cái phương án mà khi xảy ra sự cố thì cũng đã có tập trung các cái vật tư vật liệu để làm sao đối phó khi mà sự cố xảy ra. Thì trong phương án thì chúng tôi cũng đã áp dụng 4 tại chỗ. Tuy nhiên thì chúng tôi kiến nghị để cấp có thẩm quyền xem xét sửa chữa nâng cấp đê, xử lý làm sao đó nó đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đê điều trong mùa mưa lũ. Các công trình phòng chống thiên tai như trạm bơm, đê bao, kè, cống cũng thường xuyên được huyện quan tâm duy tu, sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo khả năng ứng phó với các tình huống thiên tai theo thiết kế. Những năm gần đây thì chúng tôi được đầu tư các cái công trình, ví dụ như là các cái bờ bao Hoa Tiên này, cống rừng Giang này và các cái đập thì đã nâng cấp lên nó cao. Chính vậy cho nên là tránh được rất nhiều những cái thiên tai trong cái việc chống tiểu mạn cũng như là mưa lũ. Với phương châm 4 tại chỗ, Gia Viễn đã xây dựng các phương án ứng phó, chủ động kiện toàn, nâng cao năng lực ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện phân cấp quản lý, khai thác hệ thống các công trình thủy lợi cho các đơn vị. Ủy ban nhân dân các xã quản lý các tuyến đê để chủ động việc kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình trước, trong và sau mưa lũ, kịp thời phát hiện sự cố công trình để có phương án xử lý hiệu quả. Đi đôi với tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều. Ban chỉ huy đã tham mưu cho Ủy ban huyện kiểm tra đánh giá thực trạng các cái công trình phòng chống thiên tai, tổng kết cái công tác phòng chống thiên tai năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện duyệt phương án, xây dựng phương án và duyệt phương án cho các cái xã thị trấn và triển khai cái công tác phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của huyện và duyệt phương án cho các cơ quan, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cái thành viên Ban Chỉ huy để phụ trách từng địa bàn, từng lĩnh vực cụ thể để sẵn sàng ứng phó với phòng chống thiên tai năm 2024. Với sự chủ động xây dựng phương án phòng tránh, nhất là bài học kinh nghiệm luôn sẵn sàng chuẩn bị vật tư, phương tiện, lực lượng, hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ, tin chắc rằng công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn sẽ chủ động về mọi mặt, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Luật căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 không chỉ đáp ứng các yêu cầu mục tiêu về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân mà còn có ý nghĩa trong việc phát huy giá trị của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số. Để triển khai thực hiện luật, Công an tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo đáp ứng nhu cầu của công dân trong thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước. Thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về luật căn cước, những điểm mới như sinh trắc học mống mắt và tính ưu việt của luật để các tầng lớp nhân dân nâng cao hiểu biết, tự giác thực hiện. Cùng với đó, chuẩn bị tốt các điều kiện từ kỹ thuật, trang thiết bị, hoàn thiện phần mềm, hệ thống phương tiện để sẵn sàng cấp thẻ căn cước. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Ninh Bình cũng như công an các huyện, thành phố trên địa bàn
đã chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Cán bộ chiến sĩ đã được tập huấn phần mềm và thao tác nghiệp vụ về thu nhận sinh chắc học mống mắt cũng như các bước thu nhận hồ sơ trên phần mềm mới. Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị bố trí lực lượng cán bộ chiến sĩ đáp ứng đủ nhu cầu của công dân khi đến làm việc. Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, từ ngày 1 tháng 7, các địa điểm làm thủ tục cấp thẻ căn cước được bố trí tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội bên cạnh việc bố trí 3 cán bộ thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, còn thành lập tổ công tác, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong quá trình làm thủ tục. Đến làm thẻ căn cước, người dân sẽ được thu thập dữ liệu hai bên mống mắt sau khi lấy dấu vân tay. Quy trình thực hiện đảm bảo các tiêu chuẩn về thiết bị, bảo mật dữ liệu, mã hóa và lưu trữ, khai thác sử dụng. Đây cũng là điểm mới trong luật căn cước 2023. Dữ liệu mống mắt sẽ giúp xác thực thông tin mỗi cá nhân với độ chính xác cao, đồng thời hỗ trợ trong trường hợp không thu nhận được vân tay của người dân. Qua thông tin đại chúng, thì tôi cũng nghe làm căn cước nên là đến hành chính công này để làm thủ tục căn cước mới. Đến đây thì làm cái lấy mẫu mắt thì các cán bộ là hướng dẫn cho tận tình, nói chung là nhanh gọn và thuận tiện. Thông qua các phương tiện truyền thông thì tôi cũng được biết là từ 1 tháng 7 là sẽ làm lại căn cước công dân với những cái thủ tục rất là mới. Đó, hôm nay thì tôi đến làm, tôi thấy rằng là cái thủ tục bây giờ rất là nhanh gọn và các cái bước hướng dẫn nó cũng đơn giản. Làm có cái máy móc thiết bị nên làm rất là nhanh. Theo ghi nhận, qua 2 ngày đầu tiên triển khai, toàn tỉnh đã thu nhận khoảng 2.000 hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho công dân. Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo cán bộ chiến sĩ hoàn thành việc cấp thẻ căn cước cho công dân có nhu cầu và theo quy định. Theo luật căn cước, trẻ dưới 14 tuổi là đối tượng được mở rộng làm căn cước theo quy định. Riêng với trẻ dưới 6 tuổi, việc làm thẻ căn cước có thể làm tại nhà qua cổng dịch vụ công, không cần thông tin nhận dạng và sinh trắc học. Đối với căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2024, có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, người dân vẫn sử dụng bình thường, không bắt buộc phải thu thập mống mắt để bổ sung. Nếu công dân đã được cấp thẻ căn cước công dân trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 vẫn muốn bổ sung mống mắt thì có thể đến cơ quan công an làm thủ tục cấp thẻ căn cước để đăng ký. Về quy trình thu nhận mống mắt tương tự như khi cấp mới.